Người đàn ông chỉ ăn một miếng bánh nhưng lại bị cảnh sát ra hiệu tấp vào lề. Đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc Audi mà ông ta lái, cảnh sát béo nắm lấy khẩu súng đeo ở hông. Chắc chắn là do người đàn ông này là một người da đen. Ngay cả khi ông đã hoàn tất các thủ tục, tên cảnh sát béo vẫn yêu cầu người đàn ông xuống xe do nghi ngờ giấy tờ là giả. Người lái xe muốn giải thích vài câu nhưng lại bị đẩy thẳng vào nắp xe. Người con gái ngồi trong xe thấy vậy liền mở máy quay điện thoại. Mở cửa xuống xe mà không nghe lời khuyên ngăn của bố. Các người làm gì bố của tôi vậy? Người bố bảo con gái ngay lập tức quay vào trong xe. Viên cảnh sát cũng lao tới giật lấy điện thoại của cô con gái. Ngay lúc này cậu con trai ngồi sau xe đã tỉnh dậy. Không động đậy, bố ơi, thấy cảnh sát chĩa súng vào con trai, người bố không thể kiềm chế nữa, xin cậu đừng bắn con trai tôi. Lúc này người đàn ông mới nói, vợ ông cũng là cảnh sát, còn là một thanh tra. Tiếp đó đọc lên quân hàm cảnh sát của vợ, có vẻ như người vợ chức cao hơn hai vị cảnh sát này một bậc. Thấy rõ anh cảnh sát béo đá vào tấm biển sắt rồi nhanh chóng mang giấy tờ trả lại người đàn ông. Luôn miệng nói đã nhầm lẫn rồi đi như bay khỏi hiện trường để lại ba bố con A. Nhưng anh ta không biết rằng bản thân đã đụng nhầm người. Sự việc đã lọt vào mắt của nữ cảnh sát khi cô xem lại camera hành trình. Sự tức giận trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm. Cục trưởng nói sẽ có hình phạt kỷ luật cảnh sát béo. Nhưng như vậy cũng không đủ xoa dịu sự phẫn nộ của cô. Bởi cô đã điều tra, vỏn vẹn trong khoảng thời gian nửa năm trở lại đây, tên cảnh sát béo đã lạm dụng vũ lực và xâm phạm tự do của công dân quá nhiều. Hơn nữa hàng loạt báo cáo nhận về đều là từ người da đen và người da vàng. Nhưng không cái nào được giải quyết. Lần này anh ta phạm sai lầm rồi. Nếu như tới người thân còn không bảo vệ được thì cô ấy thà sẽ cởi bỏ bộ cảnh phục. Rất nhanh nữ cảnh sát ép sát xe của tên cảnh sát béo. Tôi cũng là cảnh sát. Nhưng khi anh ta nhìn thấy quân hàm của cô liền tự động im lặng. Dù đã xuất trình ngay giấy phép lái xe nhưng nữ cảnh sát vẫn yêu cầu anh ta phải tắt máy xuống xe. Không ngờ toàn thân tên cảnh sát béo nồng nặc mùi rượu. Hắn nói mới chỉ uống có vài ly. Nữ cảnh sát quyết định kiểm tra nồng độ cồn của anh ta. Theo luật pháp tôi có quyền từ chối theo pháp luật. Tôi có thể tống anh vào tù, tên cảnh sát béo vẫn muốn biện hộ. Nữ cảnh sát lại nói nếu anh vẫn tiếp tục cằn nhằn, tôi sẽ áp anh vào nắp xe. Lúc đó tên cảnh sát béo cũng đã biết sợ, liên tục xin lỗi nữ cảnh sát, nói không biết đó là người nhà cô ấy. Nhưng xin lỗi cũng chẳng ích gì, tâm lý của bọn trẻ đã bị tổn hại, còn những người da đen khác bị anh ức hiếp thì sao? Nữ cảnh sát bảo anh ta đi hai bước, anh ta chỉ có thể nghe lời rồi quay lại, sau đó lại yêu cầu anh ta đứng một chân. Tên cảnh sát béo cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, tôi có thể báo cáo cô. Cô lấy việc công trả thù việc tư, nếu tôi muốn trả thù thì đã đợi lúc con anh có mặt trên xe mới tìm anh tính sổ, tôi thật sự rất xin lỗi thanh tra. Đã đạt được mục đích, nữ cảnh sát quay người rời đi. Nhưng cuối cùng người bố đành phải dạy con, nhất định phải nghe lời cảnh sát, nhất định phải nghe lời cảnh sát. Người ta bảo con làm gì thì cũng làm theo. Bởi vì con là người da đen sao ạ? Đúng vậy, bởi vì con là người da đen. Tiểu thuyết gia nổi tiếng chôn một kho báu trước khi qua đời. Điều này đã khiến cả thành phố trở nên điên cuồng. Ngay cả những người lính cứu hỏa cứu người sắp chết cũng tham gia vào đội truy tìm kho báu. Nhưng khi tất cả mọi người đâm đầu tìm kho báu, tiểu thuyết gia kia lại sống lại. Hôm đó trợ lý của tiểu thuyết gia báo cảnh sát khi ông ta về nhà cổng đã bị mở. Nghi ngờ có người đột nhập vào nhà, nữ cảnh sát cẩn thận bước vào trong. Rất nhanh phát hiện động tĩnh trong phòng sách. Nhưng khi người đàn ông chậm chậm đứng dậy, nữ cảnh sát bất ngờ nhận ra đây là vị tiểu thuyết gia đã chết cách đây một thời gian thần kỳ sống lại. Ánh mắt ngạc nhiên của nữ cảnh sát lại khiến người đàn ông kia rất thỏa mãn. Ông ta nói tiểu thuyết vĩ đại nhất của mình sắp ra mắt nhưng cái kết mấu chốt vẫn chưa nghĩ ra. Thế nên mới muốn dùng cách này. Bây giờ cả thành phố đều là con rối của ông. Lúc này, người trợ lý đứng một bên không vừa ý nữa rồi. Ông ta đã phục vụ tiểu thuyết gia kia cả đời nhưng không ngờ trong di chúc lại không có tên của mình. Nữ cảnh sát liền nói tên tiểu thuyết gia này là kẻ không ra gì. Hà tất phải nổi giận với ông ta. Cô muốn quay về công bố cho toàn thế giới biết tin tên tiểu thuyết gia kia giả chết. Đội cứu hỏa sau khi biết tin đều đứng hình, cảm thán người có tiền thật biết chơi đùa, thoải mái xoay mọi người như trong chóng. Tối hôm đó, trong lúc nữ cảnh sát nói chuyện cùng chồng, bất giác nghĩ tới tên cuốn tiểu thuyết mới của tên tác giả kia trùng hợp với tên một công viên gần đây. Hai người hiếu kỳ liền vội vã tới đó. Cảnh quan của công viên lại trùng hợp với manh mối được nhắc đến trong tiểu thuyết. Thật không ngờ, giải ra được bí ẩn không chỉ là hai người họ. Rất nhanh một nửa đội cứu hỏa tập hợp hết tại đây. Bất đắc dĩ, mọi người quyết định chia đều kho báu. Rốt cuộc 5 triệu chia cho 6 người vẫn rất nhiều. Cuối cùng, họ đã tìm thấy cây liễu có trong manh mối. Không ngờ rằng đã có người đến sớm hơn. Đó chính là thành viên mới của đội cứu hỏa. Nhưng ngay sau đó, mọi người đã đạt được thỏa thuận phân chia. Rất hào hứng mở kho báu nhưng giây sau ai nấy đều sững sờ.
bên trong kho báu trống trơn. Liên tiếp hai lần bị tên tiểu thuyết gia lừa, mọi người không thể nén nổi cơn tức giận. Phẫn nộ yêu cầu một lời giải thích. Khi mọi người tới trước cửa nhà tiểu thuyết gia, cửa đang mở sẵn. Nữ cảnh sát nhạy bén cảm thấy điều kỳ lạ, tay rút súng rồi tiến vào. Trên nền đất toàn mớ hỗn độn, lại nhanh chóng phát hiện một người đàn ông chết trên nền nhà. Sau đó phía cảnh sát đã tới hiện trường. Tiểu thuyết gia nổi tiếng được phát hiện đã chết lần hai. Theo như camera giám sát trong nhà tiểu thuyết gia, một người phụ nữ mang thai giả làm người giao hàng bước vào trong nhà. Phía cảnh sát ngay lập tức tạm giữ người phụ nữ mang thai. Cô nói với giới truyền thông cách đây vài ngày, nguyên nhân là do chồng cô suýt chết trong cuộc truy tìm kho báu. Nhưng trước sự thẩm vấn của cảnh sát, cô không thừa nhận giết người. Cô ấy vốn định tìm manh mối trong nhà của tiểu thuyết gia, không ngờ đụng phải người bằng xương bằng thịt. Biết rằng mọi thứ đều là giả dối, người phụ nữ vô cùng tức giận, đập vỡ đồ trong nhà thành từng mảnh. Người đàn ông bị kích động nên bệnh tim tái phát, trong chớp mắt đau đớn ngã xuống sàn. Người phụ nữ vốn định muốn gọi báo cảnh sát, nhưng nghĩ tới khuôn mặt đáng ghét của ông ta liền vứt điện thoại xuống đất. Sau đó người đàn ông thực sự đã chết. Vậy mới xuất hiện vấn đề, thật sự thì kho báu có tồn tại hay không? Cảnh sát điều tra và phát hiện kho báu là có thật, nhưng kẻ sĩ diện cao như ông ta sẽ không tự mình động thủ nên đã giao việc chôn kho báu cho người trợ lý của mình. Chính vì tên tiểu thuyết gia không ghi tên ông trong di chúc, người trợ lý rất bất mãn mới lén đào kho báu lên, lấy hết sạch tài sản đi. Hơn nữa mà cứ lần theo manh mối, người trợ lý cũng đã cao chạy xa bay, sống cuộc sống hơn người rồi. Vì vậy nhất định không được tùy tiện thử lòng người khác. Kết quả có thể khiến bạn không chấp nhận nổi đâu. Một chiếc xe chở hành lý không người lái điên cuồng lao ra sân bay, nhưng người đàn ông chỉ để ý chỉ huy máy bay, hoàn toàn không chú ý tới chiếc xe lao như bay. Chỉ giây sau, người đàn ông bị đâm ngã chổng vó. Vậy mà chiếc xe cũng không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn đi tự do vòng vòng. Hành lý văng ra mặt đất ngay trước mặt chủ nhân của chúng. Lúc nãy có xong vì muốn tan làm sớm hơn một chút đã cố nhét quá tải hành lý vào cabin lái, không may chèn vào chân ga. Vậy mới gây ra việc xe chở hành lý không người lái. Chiếc xe chở hành lý đang chạy ầm ầm kia, có xong sớm đã sợ ngây người ra. May sao người đồng nghiệp Tyler trong giây phút cấp bách lại nảy ra ý tưởng lái một chiếc xe khác đuổi theo, chờ thời cơ đón đầu đâm vào. Nhìn thấy nguy cơ bị loại bỏ, Tyler mừng rỡ khoa chân múa tay, không mảy may để ý phía sau. Rất nhanh đội cứu hỏa đã tới hiện trường. Tyler bị kẹt chết trong cánh quạt gió. Suy nghĩ tới cảnh tượng sau đó chắc sẽ không phù hợp với nhiều người, đội trưởng lập tức ra lệnh giải tán những nhân viên không cần thiết. Bỗng lúc này chân Tyler cử động một cách kỳ diệu, đội trưởng thấy khó tin hét lớn. Thấy người vẫn còn sống, lính cứu hỏa nhanh chóng tháo động cơ máy bay ra, nhẹ nhàng hạ tấm chắn ở giữa xuống. Cánh quạt cuối cùng của động cơ phản lực được tháo xuống cũng là lúc Tyler được nhẹ nhàng đưa ra. Nhưng điều mọi người không ngờ tới đó là cơ thể Tyler lành lặn, không thiếu bộ phận nào. Tất cả những người chứng kiến phép lạ này xảy ra đều không ngớt vỗ tay cho sự quá may mắn của Tyler. Nhưng các nhân viên cứu hộ đang tự hỏi lẽ nào thật sự Tyler mệnh lớn như vậy. Lúc này, David ở phía sau phát hiện mấy chiếc gậy gôn đã biến dạng kinh khủng. Có lẽ là chúng đã cản lại cánh quạt gió và giúp Tyler may mắn thoát chết. Nhưng không ngờ chủ nhân của những chiếc gậy gôn lại hộc cả máu ngã ngửa ra. Đó là do anh ta tiết kiệm 5 năm mới mua được đồ đặt làm riêng. Anh ta cảm thấy trong trường hợp này, sân bay nên bồi thường thì hay hơn.